mọi người, mình là Hạt Tiêu đây. Như mọi người đã biết thì bản cập nhật lần này ngoài sự kiện mới ra, ngoài hộp bốc thăm mới ra, chúng ta còn có những con bé mới nữa, những con bé khủng long mọi người ạ. Đằng sau lưng Tiêu hiện đang là những con bé khủng long mà Tiêu đã nuôi được tới 45 rồi mọi người. Với một người thuộc hệ yêu bé như Tiêu thì không thể nào mà bỏ qua cái trứng khủng long này được, đúng không mọi người? Đúng đúng. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một video trò chơi mở trứng khủng long. Wow! Và mọi người đừng quên là coi đến hết video, vì cuối video Tiêu sẽ chọn ra 5 bình luận hay nhất của video trước để mà đọc cho mọi người cùng nghe đó. Biết đâu là ngày hôm nay mọi người sẽ được lên TV thì sao? Ok, trước khi mở 6 cái quả trứng khủng long này á, thì nếu mà bạn nào vẫn chưa biết chỗ để mà mua những quả trứng khủng long này thì Tiêu sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Đầu tiên thì mọi người đi tới Plaza. Đây, ở ngay cái chỗ mà mọi người làm nhiệm vụ sự kiện á, nó sẽ có một cái quả trứng khủng long to khổng lồ ở đây nè mọi người. Mọi người bấm vào đây thì sẽ mua được những cái quả trứng khủng long nhé. Ở đây thì chúng ta có tất cả là 2, 4, 6, 7 loại khủng long mọi người ạ. Và trong đó hiếm nhất là cái cục xương, bộ xương Tyranno với tỷ lệ là 1,5%. Ôi trời ơi. Ba con hiếm thứ ba đó là thằn lằn mái nhà, khủng long bay và khủng long ba sừng với tỷ lệ là 6,5%. Và cuối cùng là chúng ta có những con khủng long Tyranno xanh lá, khủng long Raptor và khủng long quái dị long với tỷ lệ là 26,33%. Một quả trứng khủng long này nó sẽ có giá là 50 kim cương mọi người ạ. Và nó là trứng giới hạn thời gian nha mọi người. Wow. Nè mọi người thấy là nó chỉ còn 10 ngày 12 giờ thôi, có nghĩa là kết thúc cái sự kiện khủng long á thì cái trứng khủng long này nó sẽ biến mất mãi mãi và giống như là quả trứng rùa á mọi người. Chúng ta sẽ không mua được những quả trứng này nữa và chúng ta sẽ không có cơ hội sở hữu những em bé khủng long này nữa. Nhưng mà vì giá của những quả trứng này khá là cao cho nên là không phải ai cũng có thể sở hữu full cái bộ trứng khủng long này, đúng không? Hiện tại thì Tiêu đã có một bé khủng long là Raptor rồi mọi người ạ. Cho nên là ngày hôm nay Tiêu quyết định là Tiêu sẽ thử nhân phẩm của mình với cái trứng khủng long này. Tiêu đã mua thêm 6 quả trứng khủng long, tương đương với lại là 6 em bé còn lại. Ok, hiện tại thì mọi người thấy là Tiêu đang có tất cả là 6 quả trứng khủng long đúng không? 3 quả bên thảm trái tim và 3 quả bên thảm xanh lá. Rồi bây giờ chúng ta cùng chơi với nhau một trò chơi nhé. Theo như danh sách cái khủng long hồi nãy á, cái con bé mà Tiêu thích nhất ở trong cái trứng khủng long đợt này không phải là cái hiếm nhất là cái cục xương, mà Tiêu thích nhất là cái con khủng long màu hồng mọi người ạ. Cho nên là bây giờ chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi nhé. Bây giờ mọi người hãy thử dự đoán xem là trong 6 quả trứng khủng long này Tiêu có mở ra được cái con khủng long màu hồng hay không. Wow. Nếu mà bạn nào dự đoán á, là Tiêu sẽ mở ra được con khủng long màu hồng ở bên thảm trái tim thì mọi người hãy ấn like video và comment là số 1. Còn bạn nào dự đoán là Tiêu sẽ mở ra được con khủng long màu hồng ở bên thảm xanh lá thì mọi người hãy nhấn đăng ký kênh và comment số 2 nha. Còn ai mà dự đoán là Tiêu sẽ không mở được cái con khủng long màu hồng ở trong video ngày hôm nay á thì mọi người hãy ấn like video, đăng ký kênh và comment số 3 nhé. Ok, bây giờ Tiêu sẽ cho mọi người 3 giây nhé. 3 2 1. Ok, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu mở trứng khủng long thôi. Con đầu tiên thì Tiêu sẽ mở ở bên thảm xanh lá nha mọi người. Những cái quả trứng khủng long này á thì Tiêu đã nuôi nó tới 45 rồi mọi người ạ. Bây giờ Tiêu chỉ cần cho nó uống sữa nữa thôi là nó nở rồi mọi người ạ. Bởi vì Tiêu có gói plus cho nên là Tiêu có thể giảm 30 phút trực tiếp ngay bây giờ luôn. Tiêu nghe mọi người nói là nếu mà cho cái quả trứng nó ăn bằng cái gói thức ăn nhanh thì nó còn su cà na hơn là mình nuôi nó tới lớn á mọi người. Cho nên là tôi đã cố gắng chăm chỉ để mà nuôi những cái con bé này tới 45 để làm cái video này đó. Rồi ok, chúng ta sẽ có quả trứng khủng long đầu tiên ở bên thảm xanh lá. Sẽ là con gì đây hả? Sẽ là... Hồi hộp quá. Uầy, lại là con Raptor mọi người ạ. À, con màu tím hay là màu xanh dương gì đó thì cũng không biết đó. Cái màu này nó lai lai giữa màu tím và màu xanh dương á. Là Tiêu đã mở ra được một con này rồi. Bây giờ là con thứ hai. Thôi thì cũng được, tại vì mọi người biết sao không, những con khủng long này khi mà mọi người ghép lên nó rất là xinh luôn á. Cho nên là bây giờ nó có ra trùng nhau thì tôi vẫn cảm thấy ok. Tại vì kiểu gì thì tôi cũng sẽ ghép một em khủng long cho mọi người coi. Nhưng mà Tiêu hy vọng là trong cái video ngày hôm nay Tiêu sẽ mở ra được con khủng long màu hồng nhé. Rồi ok, chúng ta đến với lại cái lượt thứ hai, trứng khủng long ở bên thảm trái tim nha mọi người. Cho em bé uống sữa nè, giảm 30 phút nè. Ok, quả trứng thứ hai ở bên thảm trái tim sẽ là con gì đây ạ? À? Sẽ là con gì đây ạ? À? Tim đập bịch 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 bịch. Con gì đây? Con khủng long màu hồng, khủng long hồng.
Uầy, tôi có ba con này rồi đó mọi người, bây giờ thêm một con nữa là tôi đủ để ghép bét luôn á. Chúng ta đến với quả trứng thứ ba ở bên thảm xanh lá. Trời ơi, nhưng mà cái con raptor này mình ra 4 con thôi nhé, mình ra tới con thứ 5 là mình hết vui nha mọi người. Có khi nào đây là con raptor luôn không? Mọi người đoán thử con này là con gì? Có khi nào nó là con raptor luôn không vậy? Rồi, chúng ta đến với lại quả trứng thứ ba ở bên thảm xanh lá ạ. Là con gì ạ? Khủng long màu hồng nhạt, khủng long màu hồng nhạt. Cũng là màu hồng nhưng mà nó lạ lắm. Vậy là cái con khủng long màu hồng nhạt nó tên là khủng long bay. Ok, chúng ta đến với lại quả trứng thứ tư ở bên thảm trái tim. Con gì đây? Con số gì đây? Con số gì ra? Trời ơi, chắc là tôi sẽ lột hết đồ ra để cho tăng phần tâm linh. Trời ơi, cho con cái con khủng long bay đi à. Hôm qua tôi mở hộp là nó xíu sukana rồi á. Chẳng lẽ hôm nay mở trứng khủng long cũng xung hợp mọi người 50k. 50 kim cương một quả trứng nó không rẻ đâu nha. Ít nhất cũng được một con khủng long màu xanh dương nhá. Chứ tràn ra khủng long xanh lá là xù lắm nhá. Bốn con xanh lá. Dạo này nhân phẩm của mình nó bị như nào ấy mọi người à. Ok, chúng ta đến với lại quả trứng thứ 5 ở bên thảm xanh lá nha mọi người. Còn không thì bây giờ mình cho thêm một con raptor, một con khủng long màu xanh dương để tôi đi ghép luôn được không ạ? Tất cả những con khủng long ở trong cái danh sách đó thì cái con quái dị long là cái con mà tôi không thích nhất nha mọi người. Cái con màu hồng đậm là tôi không thích nhất. Nhưng mà tôi đã được hai con rồi đó. Trời ơi. Con gì đây? Tyranno. Nó ra một loạt con màu xanh lá luôn mọi người. Nó không cho tôi một con màu xanh dương luôn ạ. Chết rồi mọi người ơi. Còn hy vọng nào cho tiêu? Bây giờ còn một cái cơ hội cuối cùng duy nhất ở bên thảm trái tim thôi mọi người ạ. Còn nước còn tát. Ok, biết đâu được cái quả trứng này lại là con bét xanh dương cuối cùng của tôi thì sao? Đúng không mọi người? Nó sẽ là con quái dị long đúng. Nó sẽ là con khủng long bay đúng không? Con cuối cùng, con gì đây? Khủng long bay, khủng long bay, khủng long bay, khủng long bay. Cuối cùng cho tôi được một con xanh dương luôn. Không phải là con khủng long mò hồng mà là không được một con xanh dương nào luôn mọi người ạ. Cay thế nhờ. Ô hô, tôi buồn quá à. Sao nhân phẩm của tôi từ cái hộp cho tới cái này nó su thế nhờ. Ok, như thường lệ thì bây giờ tôi sẽ đọc 5 bình luận hay nhất của video trước nha. Bình luận đầu tiên là của bạn Kaylee C. Em là người keo như kẹo kéo nên tiếc kim cương không dám bóc. Thật ra là cũng đúng, những bạn mà cày chay á, cày kim cương rất là khó, rất là cực á. Mà thử vận may vào những cái hộp bốc thăm nhân phẩm này thật sự là rất là sót kim cương luôn á mọi người. Để dành kim cương để mua những cái bộ đồ mà bán bằng kim cương thì nó sẽ chắc ăn hơn. Bình luận tiếp theo là của bạn user vô 9DV5TB5E. Là bạn này cũng không đặt tên mọi người ạ. Hai tiêu nha, từ ngày em chơi Play Together, em chẳng biết chơi như nào. Vô tình em mở YouTube lên, thấy chị chơi em vào xem. Em đã cố gắng dành ra một ngày để xem video của tiêu. Nhưng vì em ôn thi nên đã không xem video của chị hơn một tháng liền. Tuy vậy nhưng em vẫn luôn luôn nhớ tên hạt tiêu. Nhưng bây giờ em đã thi xong và không còn áp lực học tập, nên từ nay em sẽ xem video của tiêu và cho tiêu những ý kiến. Mong chị rep ạ, yêu tiêu. Em giờ đây sẽ là fan cứng của hạt tiêu. 8 giờ tối em ngắm trăng, còn 8 giờ sáng em ngắm tiêu. Hi hi. Rồi, chốt câu cuối nha. Còn làm thơ thả thính đồ ha. Tại vì bây giờ là hè cho nên mọi người cũng có nhiều thời gian thoải mái để mà chơi game, để mà xem video đúng không? Đến khi mà vào năm học rồi á thì bận rộn học tập thì sẽ có ít thời gian để mà theo dõi tiêu hơn. Nhưng mà tiêu hy vọng là mai mốt khi mà mọi người vào năm học rồi á, mặc dù bận nhưng mà mọi người vẫn không quên là vào kênh tiêu mỗi ngày để mà like video để mà ủng hộ tiêu nhé. Bình luận tiếp theo là của Lily IC5QQ. Chăng vô tình chăng đùa với gió, em vô tình thả chó được tiêu, chúc tiêu vui vẻ. Ô là trời, chắc tôi ký đầu vào quá. Bình luận tiếp theo là của bạn Ngọc Mai 7819. Chúc tiêu sớm thoát khỏi tim Sukana nha. I love hạt tiêu cute. Trời ơi, cái video này là lại tiếp tục Sukana rồi nè em. Không biết khi nào tiêu mới thoát được cái kiếp Sukana nữa. Chắc là chục năm nữa mọi người. Bình luận tiếp theo là của bạn Hạnh Nguyên Thi HS5SI. Chị tiêu bảo chị muốn tóc nữ chiến binh mà không có. Rồi em mở hộp lần đầu là ra luôn á chị.
Trời ơi, cho chị xin vía đi, cho chị xin vía được không? Ok, vậy là video ngày hôm nay tới đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để mà ủng hộ tôi nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye.